Ừ, thì sau này chúng ta tiếp tục xét cái phần đặt các trung tâm khác. Đây là phần nó nâng cao một chút, kiến thức nó làm nó hơi vất vả một chút, tôi cố gắng. Đây là cái câu số 78. Đây là code của 3A cộng code 3B cộng code 3C. 1 trừ đi 4 lần sin trên 2 và sin 3 trên 2 sin 3B trên 2 sin 3C trên 2. Cũng về nhà làm bài này chưa biết. Chúng ta sẽ đi biến đổi bên trái, biến đổi bên trái ta có cốt 3 cộng cốt 3B. Ồ, bên trái bằng cốt cộng với cốt bằng hai con cốt, đúng rồi bạn Nhung nói đúng đi. Nhung đọc tiếp được không? Ừ. Đúng rồi.
Cái đằng sau tạm thời để nguyên, chờ đằng trước biến đổi. Chúng ta có được là 3a cộng với 3b trên 2 thì nó bằng 3pi trên 2 trừ 3 chia sin 2, không hiểu về ngoài luôn nhé. Tức là a cộng b thì bằng pi trừ đi c, ta nhân hai ghế 3 phần 2 ta được cái này được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy cosin nhé. Cos của 3a cộng 3b trên 2 sẽ bằng cos của 3pi trên 2 trừ 3c trên 2. Sử dụng công thức cos bằng cos cosin sin giống ngược. Làm nhiều nó sẽ quen thôi. Sin sin giống ngược. Sin 3pi trên 2. 3 à sin 3c trên 2. Cos của 3pi trên 2 bấm máy thì nó bằng 0. Sin của 3pi trên 2 bấm máy thì nó bằng âm 1. Như vậy là bằng trừ sin của 3c trên 2. Cái góc này nó gấp đôi góc này này. Đấy, và đang dùng thức nhân đôi. Trong buổi trước mình đã học công thức cos. Cos 2a bằng 2 cos bình a. Trừ 1 bằng 1 trừ 2 sin bình a. Nên đây là nó ra sin cho nên chúng ta dùng công thức ở phía dưới. Sử dụng công thức phía dưới. Như vậy là từ đây chúng ta sẽ suy ra vế trái bằng cos của 3a cộng 3b trên 2 thì bằng trừ sin của và 3c trên 2. Cos của 3c thì dùng công thức phía dưới. 1 trừ đi 2 sin bình. Đấy. Đúng chưa? Đấy, nó cũng làm nhiều nó sẽ quen. Làm nhiều nó sẽ quen. Con 1 để lên trước. 2 sin 3c trên 2. Cos 3a trừ 3b trên 2. 2 sin 3c trên 2 nhân sin 3c trên 2. Đấy, đến đây thì mình thấy nó chung nhau hai lần sin của 3c trên 2. Một con sin thì để yên, một con sin thì thay ngược lại. Một con sin thì để nguyên. Một con sin thì để ngược thay ngược lại. Sin của 3c trên 2 thì bằng trừ cos của 3 cộng 3b trên 2. Đấy, cosin nó hơi khác với sin một chút. Đặt trừ thành cộng. Đặt hai lần sin 3c trên 2 ra ngoài. Ở trong sẽ còn cái con đằng sau viết lên đằng trước. Cos 3 cộng 3b trên 2. Trừ đi cos của 3 trừ 3b trên 2. Đấy, viết như này để nó không bị nhầm dấu. Hai dòng nữa xong, cố lên. Hai dòng nữa. Ừ, hai dòng nữa là xong.
đúng chưa? Thế là nó ra. Như vậy con này sẽ bằng cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin, cộng lại chia đôi thì nó ra 3a trên 2, trừ đi chia đôi nó ra 3b trên 2, có thế thôi. Viết lại theo thứ tự 1 trừ đi 4 lần sin 3 trên 2, sin 3b trên 2, sin 3c trên 2. Bài toán được giải quyết xong. Kết luận là vế trái bằng vế phải và được chứng minh. Đấy, thế dựa bài vào bài này thì ta chế ra một bài khác. Cos 3 cộng cos 3b trừ cos 3c, xin mời. Không biết vế phải bao nhiêu cả, tính đi. Không làm đi, nhìn ngó thấy hôm nay điện nó khác à? Tối hơn đó. Lóa hơn đó. Cứ tưởng bóng tròn không chói mà không không lóa vẫn lóa. Tắt hết điện đi. Tí nhỉ. Nguyễn Xuân Long có. Hồng Dung có. Chí Hường có. Hồng Bình có. Đặng Quỳnh Chi. Chi vừa học A1 vừa học A2. À. Bảo An, Vương Mai, Nguyễn Thảo Ngân lớp Y, Ngọc Bích, Nguyễn Thị Phương, Kiên, Dương Hải Yến có, Phạm Thị Khánh Linh, không ai nhìn đâu nhé, đằng kia, Mạc Yến Chi, Trần Thị Cúc Phương, Trần Mai Phương, Phạm Hải Long,
Đoàn Huy Hoàng về chưa đấy? Đâu? Đi rồi. Quốc Phong. Ôi thì chết rồi, Quốc Phong vắng à. Thanh Thiện. Tiến Việt đây rồi. Quang Khoa vừa đi học online. Đặng Thị Minh Dung. Thị mất tích thật à? Chết rồi. Nguyễn Nhật Anh. Anh Nhật Anh đâu? Quá Xuân Tiến đi chưa? Ở đấy. Cách làm giống như ở trên thì chịu khó biến đổi. Cốt bằng hai cốt cốt y hệt như trên. Trong khi hai lần cốt của 3A cộng 3B trên 2 cốt của 3A trừ 3B trên 2, thằng đằng sau cũng làm theo nó như thế thì nó sẽ ghi là trừ 1 trừ đi 2 lần sin bình 3C trên 2. Đúng chưa? Đấy đúng chưa? Cái đoạn kỹ thuật biến đổi giống ở trên nhé, em tự ghi, nó ghi luôn kết quả. Con này là bằng trừ 2 lần sin của 3C trên 2. Đấy, nó khó hiểu là ở cái chỗ này này nếu mà giáo viên không giải thích. Còn đây giáo giải thích cẩn thận rồi. Dùng công thức cộng cho nó dễ nhớ. Trừ đi 1 cộng với 2 lần sin bình 3C trên 2. Đúng chưa? Một cái sin bình 3C trên 2 thì để nguyên, một cái sin bình thì để thay đổi đi. 2 lần sin 3C trên 2 cos 3A trừ 3B trên 2. Toán này nó khó hơn, nó khó. Cho nên mình phải 2 lần sin của 3C trên 2 nhân với sin của 3C trên 2 thì nó lại bằng trừ cos của C trên 2. Đấy, ngon lành có gì đâu. Tí nữa là xong. Em làm nhiều nó sẽ quen, chả có gì cả. Thầy giáo thế, các thầy cô cũng phải chữa nhiều nó mới thuộc công thức. Nhưng mà các em thuộc nó sẽ nhanh hơn. Tập trung chú ý cái là nhanh thuộc hơn thầy. Trẻ khỏe làm rất nhanh. Nhưng cũng lại bị anh quên. Thế nó phải vẫn ôn võ luyện. Chỉ một đặt ở đằng trước. Thế là chung nhau là hai cái có đều có dấu trừ đúng không? Thế là trừ đi 2 lần sin 3C trên 2 nhân với ở trong tổng viết trước. Ở đây nhập vào cốt của 3 cộng 3B trên 2. Suýt nhầm. Cốt của 3 cộng 3B trên 2 để trước. Cộng với cốt của 3 trừ 3B trên 2. Hai dòng nữa xong. Đây là cốt cộng với cốt. Đúng không? Bằng hai cốt cốt. Cộng lại chia đôi, trừ đi chia đôi. Đấy, như vậy nó sẽ bằng trừ 1 trừ đi 4 lần cốt 3A trên 2 cốt 3B trên 2 sin 3C trên 2. Thế là xong. Ở dưới có ai bị nhầm dấu? Dễ nhầm lắm. Sau đó thì mình thừa thắng mình xông lên.
cos 3a trừ cos 3b trừ cos 3c. Xin mời 5 phút sau. Cố lên. Rồi chúng ta có học sớm nên chúng ta có rất nhiều thời gian để học bình thường cơ bản sau đó nâng cao. Nếu chỗ nào mà chúng ta không hiểu chúng ta cứ hỏi đừng ngại.
Không hình như có sự nhầm lẫn. Có nhầm lẫn. Có lạ nhỉ. Ta xa như thế ta phải để ý ngay là chúng ta đã bị nhầm rồi. Nhìn này. Trong cái này nhé, B và C vai trò giống nhau. À khác nhau. Cho nên B và C nếu là sin thì đều là sin hẳn mà cos cos hẳn. Nào nhìn B và C giống nhau chưa? Nếu không giống nhau chắc chắn làm sai. Đấy nhá, đây là trừ nhá, đây cũng là trừ nhá, như vậy đáp số của B và C phải giống nhau. À ngược lại. Vẫn không hiểu ý theo nói à? B và C vai trò này giống nhau. Nếu ra sin sin hẳn cos cos hẳn. Ồ, thế đúng à? B và C vai trò giống nhau. Đấy. BC vai trò giống nhau đây này, con này B là ra sin này, con C là ra cos là chắc chắn là sai rồi. Nhìn thấy chưa? Vai trò nó giống nhau, nó giống nhau. Đấy là nghệ thuật để chúng ta tìm mà sau này điểm trắc nghiệm cũng phải loại phương nhà tình phương án cho nó nhanh. B và C vai trò giống nhau không lý do gì ra đáp số một cái là sin một cái ra cos được. Chúng ta có thể biến đổi tương tự như trên, chúng ta sẽ ra được là cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Nhầm nhỉ? Nhầm ở chỗ nào? 3 trừ 3b trên 2. Thế sau đó lại biến đổi giống như vừa nãy thì con sin này nó bằng trừ cos của 3 cộng 3b thì nó cũng nhắc lại à, của 3c trên 2. Cái này bằng cái này đúng không? Chốt lại là trừ trừ thành cộng. Đéo chưa biết đằng sau đâu. Chính vì cái lý do đằng trước nó ra bằng cốt cho nên cái thằng cốt này vẫn dùng cốt. Đấy. Đúng chưa? Vì thằng này nó bằng trừ cốt của 3C trên 2 mà cho nên thằng này ta phải viết theo cốt 3C trên 2. Rồi, vậy đằng trước xong, đằng sau ta lại tách ra. Con này là cốt của 3C trên 2 để nguyên nhân với cốt của 3C trên 2 cộng với 1. Đằng trước để nguyên, đằng sau xử lý con này này. Hai lần cốt của 3C trên 2 giữ nguyên. Còn con này sẽ thay trừ cốt của 3A cộng 3B trên 2 làm nhiều nó quen có cái gì đâu. Cộng với 1. Đấy. Sau đó nhóm ra cái này trừ trừ thành cộng à, viết về đằng trước thì nó sẽ ra là hai lần cốt của 3C trên 2 trong còn lại cốt 3A. Ô nhầm lẫn cái gì nhỉ? À xin xin đấy, bắt đầu thấy nó vô lý ngay bởi vì mình đã quen, mình biết cái mẹo rồi, mình biết cái mẹo rồi, vai trò giống nhau ra xin xin hẳn cốt cốt hẳn. Hai thằng này rồi, bắt đầu đến đây thấy là nó vô lý. À, xin. Chỗ này cộng 3A trừ 3B tất cả trên 2. Hai dòng nữa là xong, sin cộng sin bằng 2 sin cos. Hai lần sin của cộng lại chia đôi thì là 3A trên 2. Cos trừ đi chia 2 thì là 3B trên 2. Thấy chưa? Giữa B và C vai trò giống nhau chưa? Nó ra sin sin hẳn cos cos hẳn. Đấy, khi mình nhầm mà phát mình biết được ngay. Biết ngay mình đã nhầm ở đâu đấy.
Tất nhiên mình có thể nhóm hai cái con cốt đằng sau mình nhóm với nhau cũng được, biến đổi như vậy nó sẽ ra là ô con một của mình đâu nhỉ, cộng với một với một, như vậy chốt lại cuối cùng là bằng một cộng với 4 lần sin 3a trên 2 cos 3b trên 2 cos 3c trên 2. Để ý kỹ một chút mà mình đặt dấu trừ ra ngoài thì bài này nó gần như ngược lại của bài trên. Rồi, như vậy câu này được giải quyết xong. Bây giờ là câu số 77. Vẫn chưa hiểu ý nào nói. Tức là nếu như cái câu này, à đây, mình mà đặt dấu trừ ra ngoài thì nó sẽ ra là cos B, cos 3B cộng cos 3C trừ đi cos 3A. Phong cách làm nó sẽ giống như bài trên đây. Nhìn thì đoán cái đáp số như thế nào. Đặt dấu trừ ra ngoài, đặt dấu trừ ra ngoài, phong cách làm giống như câu này. Bài 77 đây. Câu 77. Một trừ đi cái này là lúc mình làm bài kiểm tra giữa kỳ chặn điểm nó hay là mà cô nhận dạng tam giác đẳng cấp trung tam giác nhận dạng tam giác. Ô, làm đi. Yến ra câu này chưa? Yến. Thank you.
ô. Cái này mình có cốt mình, có cốt mình bằng cái gì không, có công thức nào không? Không đúng không? Không thì chúng ta làm như sau: hai cái đầu hạ bậc, cái thứ ba để nguyên. Công thức hạ bậc là sin trừ cốt cộng. Sin bình phương A thì bằng 1 trừ đi cốt 2A tất cả trên 2. Cốt bình phương A thì bằng 1 cộng với cốt 2A tất cả trên 2. Đây. Cho nên là mình áp dụng vào bài này thì vế trái sẽ bằng 1 cộng với cốt 2A tất cả trên 2. Đúng chưa? Hạ bậc, ai quên công thức thì ghi nhầm. Còn tiếp theo là bằng cái gì? 1 cộng với cos 2b tất cả trên 2. Con thứ ba đừng hạ bậc nhé, để nguyên nhé. Thấy gì chưa? 1 phần 2 với 1 phần 2 là 1, đây này, nó xuất hiện rồi này. Đấy. 1 cộng với 1 phần 2 cos 2a cộng cos 2b. Đúng chưa? Bây giờ xử lý tiếp. Con 1 đây rồi này. Ở trong ngoặc tròn là cos 2a cộng cos 2b. Lại thấy quen chưa? Cô làm nhiều thế vẫn không quen. Đồng chí nào khát nước ra đây sau uống nhé. Mình ngồi điều hòa lâu quá không uống nước, cơ thể nó thiếu nước. Có thấy điều hòa nó nước nó cứ chảy tong tong, cái nước ở đâu ra? Nó hút được mình có phải không? Nước đâu ra? Nước đâu ra để điều hòa nó nhảy tong tong vào tong. Cho nên nếu mình ngồi điều hòa lâu là người nó sẽ bị mất nước. Sáng nay VTV vừa đưa cái phóng sự làm hơn nước, ai uống ra đằng sau ấy, nước mát lạnh rụng hết cả răng. Tiếp nào, tiếp nào. Đúng rồi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Ô sao thế? Sau này dạo này Kiên lại lười đi. Làm tiếp đi.
Như vậy con này nó sẽ bằng cos cộng cos bằng 2 cos cos. Cộng lại chia đôi. Cộng lại chia đôi thì nó ra là a cộng b. A trừ b. Nhưng mà cái cos của a cộng với b thì nó bằng trừ cos c, nhớ cái hôm trước là từng làm chưa? Đây này. A cộng với b bằng pi trừ đi c, cho nên là cos của a cộng b bằng cos của pi trừ c thì bằng trừ cos c. Nếu mà nhớ được tốt, nếu không thì dùng cái cộng của ta. Cos bằng cos c dung hợp. Đúng chưa? Như vậy cái con này bằng trừ cos c, cho nên là cái con cos này để nguyên. Để nguyên. Như vậy vế trái là sẽ bằng 1 cộng với đây cái con này. Con đấy là trừ cos c nhân với cos của a trừ b. Cos c, 1 cos c để nguyên, còn cos c này sẽ thay bằng trừ cos của a cộng b. Đấy, thế nó mới khôn. Như vậy 1 trừ đi cos c đặt ra ngoài. Ở trong còn lại là cos của a cộng với b cộng với cos của a trừ đi b, đúng chưa nào? Em phải làm nhiều nó quen được. Trông thế thôi nhưng mà thực ra cuối cùng thì nó vẫn là cái phương pháp biến đổi như thế. Mấy loại sin thì làm thế nào mà cos thì làm thế nào, sin cos bình thì hạ làm thế nào để hạ bậc hai cái. Ở trong ngoặc của chúng ta là cos cộng với cos thì bằng 2 cos cos, cộng lại chia đôi thì chính là a, trừ đi chia đôi chính là b, có thế thôi. Như vậy là nó bằng 1 trừ đi 2 lần cos a cos b cos c, có thế thôi. Vế trái bằng vế phải, vậy là được chứng minh, đúng chưa? Làm nhiều nó quen nhé, làm ít nó không quen đâu. Chúng ta mời là tương tự xử lý kiểu nào của gì? Sin bình A cộng sin bình B cộng sin bình C bằng cái gì đây? 2 cộng cos A cos B cos C, ừ, hình như có 2 lần. Wow. Nào, máy ra lên. Câu này làm được thì là ngon lành rồi đấy.
Có sao? Được ra chưa? Ra chưa? Ở đây chúng ta cũng dùng giống như ở trên, tức là vế trái thì hạ bậc con này xuống 1 trừ đi cốt của 2A trên 2, đây là 1 trừ đi cốt 2B trên 2 sin bình C trên 2, tạm thời để nguyên đừng hạ bậc. Con này mới là được 1 trừ đi 1 phần 2 cốt 2A cộng cốt 2B. Nhưng mà cái con cốt này là cốt cộng cốt mà hai con cốt y hệt như giống vậy. Thế chưa biết đằng sau đó nhé. Hai lần cốt của A cộng với B nhân với cốt của A trừ B. Cốt của A cộng B thì nó bằng trừ cốt C. Cho nên con này phải đổi thành sin à thành 1 trừ cốt bình C. Vì sao? Vì cái con này bằng trừ cốt C này. Cho nên con này sin bình C thì phải đổi về cos C. Đấy, nó chỉ có mỗi cái chìa khóa thôi, làm nhiều nó sẽ quen. Con này mình vừa biến đổi nhá, bây giờ có cần phải nhắc lại nữa không? Con này nó trừ cos C mà. Đấy. Cho nên là cái sin bình C này phải đổi về cos C mới được. Đấy, như vậy chúng ta sẽ được cái này. À, bây giờ 1 với 1 đã là 2, đã thấy xuất hiện con 2 ở đây rồi. Cốt C nhân với cốt của A trừ B trừ đi cốt C. Một cái cốt C sẽ thay được bằng trừ cốt của A cộng với B. Thế thôi, bây giờ. Cốt bình C thì bằng cốt C nhân cốt C. Một cốt C thì để nguyên, một cốt C thay bằng trừ cốt của A cộng B. Được chưa? Rồi, xem có nhầm dấu gì. À, trừ trừ thì cộng đúng không? 2 đặt cốt C ra ngoài. Ở trong còn cốt của A cộng với B cộng với cốt của A trừ đi B, hai dòng nữa là xong, tự tính nốt. Đúng chưa? Đấy, nó là như thế đấy. Dòng nữa tự viết nốt, hai dòng nữa là xong. Nếu mà nó có ba sin bình cốt bình, sin bình cộng sin bình cộng sin bình thì là chúng ta hạ bậc giống như trên, cốt cũng làm như thế. Từ hôm trước hôm nay chúng ta gặp một bài mà toàn dính đến cái chuyện là sin với cosin, cái tan với cotan có hay không, thì câu trả lời là có, câu trả lời là có. Tự viết nốt hai đoạn cuối nha, hai dòng cuối nha là xong rồi. Hai dòng cuối tự viết nốt xong. Tam cotan có không? Chứng minh rằng nếu tam giác ABC không vuông. Giờ ta có tan của A cộng tan của B cộng tan của C thì bằng tan A nhân tan B nhân tan C, xin mời. Này biến đổi hai dòng nữa là xong, tự biến đổi tiếp.
Có là đâu chặn đầu cái bài này làm thế nào không? Ai biết? Ai biết? Xem trong tài liệu không có. Chúng ta tập một cái xây dựng cái công thức này. Tăng A cộng với tăng B thì bằng sin A sin cos A cộng với sin B sin cos B, tập biến đổi như thế đó là sau có những bài người ta bắt chứng minh công thức thì mình phải biết. Có phân số người ta thường làm gì? Quy đồng lên nhé. Nhưng mà thống nhất là phải biết A trước B sau nhé. Sin A cos B cộng với cos A sin B chia cho cos A cos B. À, có biết ở trên tử là cái gì kiên? Toán 11 này mọi sự chủ quan đều phải trả giá. Ông phát hiện ở trên tử nó là cái gì? Quá nó chính là sin của A cộng B, đúng rồi, sin cos cosin dấu đồng. Như vậy là chúng ta dẫn đến được là tan của A cộng tan B thì bằng sin của A cộng với B chia cho cos A cos B. Đấy, mình chứng minh công thức là đó. Công thức này nó cách nhớ nhanh và nó buồn cười lắm. Tang mình cộng với tang ta bằng sin hai đứa trên cốt ta cốt mình. Quá. Trên tức là chia đấy. Tang mình cộng với tang ta bằng sin hai đứa trên cốt ta cốt mình, sin hai đứa tức là sin của hai thằng cộng lại trên cốt ta cốt mình. Sau đó chúng ta áp dụng chiến đấu luôn. Tăng A cộng tăng B cộng tăng C đố viết bằng cái gì nào? Hai con đầu nó là cái gì nào? Hai con đầu là cái gì? Tăng mình cộng với tăng ta bằng sin hai đứa, tức là sin của A cộng với B chia cho cos A cos B. Đấy. Rồi, cố lên. Cố lên còn một lúc nữa xong không? Cố lên. Đố ai phát hiện ra chi tiết gì? Một cái là sin của A cộng B, một cái là sin của C. Mày là cái gì? Ô hay. Đến đấy làm tiếp thế nào? Đây làm tiếp thế nào? Rồi cất điện thoại đi. Vừa học lại còn vừa khoe người yêu cũ đẹp thế kia thì làm sao mà học hành được? Ô, sin của A cộng B với lại sin C không phát hiện được gì ạ? À? Sin của A cộng với B với lại sin của C không phát hiện chi tiết gì. Cái gì? Sin của A cộng B chính là bằng sin của C. Vì sao? Đây, để nó viết chậm lên tí nữa. Sin của A cộng B bằng sin của pi trừ C. Sin của pi trừ C chả bằng sin C còn gì nữa. Hai góc bù nhau sin bằng nhau. Công thức sin bù. Như vậy là sin C chia cho cos A cos B cộng với sin C
chia cho hốt xe. Ôi, đố biết đây làm gì tiếp? Thế này là gì tiếp? Chung nhau xin xe nhóm ra ngoài xong nhân chéo đây. Chung nhau xin xe nhóm ra ngoài. Đấy, ở trong này quy đồng lên này. Cốt C cộng với cốt A. Cốt B chia cho cốt A, cốt B, cốt C. Hát thật bình tĩnh, ngẫm nghĩ một chút, chúng ta sẽ ra cái cách giải đốt. Phát hiện gì chưa? Ở vế phải là tang A, tang B, tang C, chính là sin A, sin B, sin C chia cho cos A, cos B, cos C. Thấy mẫu giống hệt chưa? Tang A nhân tang B, tang C chính là sin A, sin B, sin C trên tử. Dưới mẫu cos A, cos B, cos C, mẫu xong rồi, đừng có động nó nữa. Trên tử nó đã xuất hiện sin C rồi, vậy phải chăng cái trong ngoặc này phải là sin A nhân sin B nữa là xong. Ấy, xử lý nốt ở trong cái ngoặc đấy. Xử lý nốt trong cái ngoặc nữa là xong. Trong ngoặc nhé, làm thế nào để cốt C biến mất mà chỉ còn lại sin A sin B đấy, thì mình phải lại sử dụng giống như vừa nãy. Này, thêm một chi tiết này. C thì bằng pi trừ đi a cộng b, suy ra cos C bằng cos của pi trừ đi a cộng b. Nếu các em nhớ công thức sin bù thì nó dễ, nó chính là bằng trừ cos của a cộng b. Nếu không thì coi như đây là góc alpha thôi. Sin bằng cos bằng cos cos sin sin giống ngược, nó sẽ ra được này. Đây nhá, vẫn chưa hình dung ra hả? Cos bằng cos cos này, cos pi nhân với cos của a cộng b, sin pi nhân với sin của a cộng b dấu ngược. Cos pi thì bằng âm 1, sin pi bằng 0, con này này bằng trừ 1, con này bằng 0. Thế nó ra ngay công thức này, được chưa? Như vậy là thay vào trên, trên tử là sin C dưới mẫu cos A, cos B, cos C, hai dòng nữa là xong, cố lên. Như vậy chỗ này là trừ cos của A cộng B cộng với cos A, cos B, hai dòng nữa là xong. Đố biết biến đổi thế nào mà ra hai dòng nữa, hai dòng nữa là xong, cố lên. Ô, Xuân Tiến ơi, Xuân Tiến, đi học sau rồi tập trung vào. Học sau hơi hơi nhiều nên nó vất vả, phải cố gắng. Trong này này, cốt bằng cốt cốt xin xin dung ngược thay phát xong luôn. Đây này, thay đổi cái này. Cốt của A cộng B bằng cái gì? Thay vào rút gọn là xong. Mày ra lên. Úi dồi ôi,
Còn đúng là hai dòng nữa xong không? Cố lên. Tiếp đi. Thì này, cốt một cốt cốt xin xin xuống ngược phát xong luôn. ABC viết in hoa tăng A tăng B tăng C cả đâu cái chỗ này là ta đi chứng minh công thức còn áp dụng nó đây chữ A lớn B lớn C lớn tam giác mà góc trong tam giác đùa đúng là hai dòng nữa xong không cái mà thầy giáo phanh màu đỏ ấy. À, màu đỏ này, cốt này bằng cốt A, cốt B trừ sin A, sin B sau lại cộng cốt A, cốt B thế thì trả cái này hết còn gì nữa dưới mẫu đây, trừ cốt A cộng nhân B trừ được trừ cộng đây hết con này với con này hết này trừ trừ thành cộng nha, thế ở trên tử là bằng sin A sin B sin C thì ở dưới mẫu con A con B con C chả bằng cái phải mạnh dạn đến tí cứ làm cái nhát là không làm được đâu. Đây là một trong những tuyệt kỹ công phu giải bài này. Thắc mắc gì không? Đây, đây trừ cốt này, như thế này hết này. Đầu với cuối hết, trừ đi trừ sin thì thành cộng. Trên tử là sin A sin B sin C, dưới mẫu là cô đa cô bê cô c chính là tăng a tăng b tăng c bên trái bên phải là cũng được chứng minh hai dòng nữa xong cái này có thắc mắc gì không hơi khó đúng không người thường thường làm sao làm được cách này đấy là cách một là trình diễn tuyệt kỹ giải tuy nhiên chúng ta có một cách thứ hai anh em không ngờ đâu không ngờ nó lại siêu dễ a cộng với b thì bằng pi trừ c có đúng không người bảo đúng chưa rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra hai góc bằng nhau thì tan của chúng phải bằng nhau rồi cô biết vế phải bằng cái gì vế phải cái gì đố biết tan của pi trừ c tan của pi trừ c tan pi trừ c bằng cái gì nào tan c hay trừ tan c à. Tan c hay trừ tan c nói đến pi là phải nói đến bù rồi đây có phải hàm sin không trừ tan c chuẩn luôn mấy dòng nữa xong cách hai làm dễ hiểu cực con này là bằng trừ tan c các em không chịu học công thức rồi rồi vế bên trái là tan gì đây vế trái là gì đây vế trái là tan của tổng ô công thức tan của tổng không nhớ tan của tổng bằng tổng các tan chia cho một cộng tích các tan thế là xong có gì đâu tan của tổng với tổng tan như vậy vế trái là tan A cộng tan B chia cho một trừ tan A nhân tan B bằng trừ tan C xin mời nhân chéo lên nhân chéo nhân chéo suy ra được đừng được được nhân chéo lên được nhỉ hai dòng cố lên
Ui giời ơi, Cường ơi là Cường. Ô, nhân chéo này có được không? Hình như không được đó nhỉ. Ôi không? Cứ nhân từ từ thôi. Đừng sợ. Càng sợ càng chết. Chúng ta phải đối diện với cái vượt qua. Nhiều bạn em không thích môn toán. Nhiều có thứ không thích. Không thích vẫn cứ phải học. Tôi nhiều hồi khi mình bị ốm. Mình bị ốm không muốn ăn cái gì cả. Nuốt vào đắng khủng khiếp luôn. Nhưng không ăn không uống được thuốc. Nhân chéo nha. Cẩn thận nhầm này. À, à cậu càng mê nhân luôn nhá. Ô, nhân nhanh nhỉ. Một nhân với tan c trừ tan c là trừ tan c câu đó cứ viết này này tắt quá không hiểu thầy hiểu tại sao các em làm tắt các em không hiểu được bởi vì lý do là ngày xưa các em học cái chuyện rút gọn được tức các thứ rồi quy đồng ấy. Là do giáo viên bắt chúng ta phải làm theo đúng trình tự thế này thế này thế này thế này, là nó làm mất đi tính sáng tạo của học trò. Những đứa nào nó học yếu thì làm như thế, còn nó học khá nó phải nhân nhanh. À, cái quy trình mà quy đầu mẫu số ấy, viết cẩn thận lắm. Nhưng mà như thế thì nó sẽ triệt tiêu những đứa học giỏi như một cái máy thì nó quen rồi nó cứ thế nó nhân luôn nhé. Đây bây giờ thầy nhân chậm thế này có vấn đề gì không? Thầy nhân tung ra. Tăng A cộng tăng B bằng trừ tăng C trừ trừ tăng cộng tăng A nhân tăng B nhân tăng C. Ui tôi chết rồi. Nó lại không giống như đề bài. Ui, bây giờ làm nào nhỉ? Ui tôi chết rồi. Bây giờ làm gì tiếp? Chuyển cái trừ tăng C này sang là xong, đúng không? Chuyển vế sang là xong. Thì ra nó là như vậy. Ồ. Vế trái vế phải là tất chứng minh xong rồi đấy. Ngoài thắc mắc gì các nhà không? Lần sau đi học để điện thoại nhà nhé. Mang đi. Lần sau rồi ở thầy giáo thông báo bố mẹ. Đi học đến đây mất tiền cứ điện thoại. Cậy bố mẹ giàu gì? Bắt đầu khi con đỗ vào cấp 3 một phát là bố mẹ mua cho cái điện thoại. Không ngờ là lúc mua điện thoại đưa cho con cũng đồng thời đưa con đời sang trang khác. Vì sao? Khi thưởng cho con cứ nghĩ là động lực để nó phấn đấu nhưng không ngờ là nó sẽ suốt ngày nó bám vào điện thoại. Đây là một điều không lường trước được. Thì tại sao thầy nó biết? Thì thầy làm về sư phạm. Luận án tiến sĩ của thầy là luận án về sư phạm. Cho nên là những cái chuyện về biểu hiện tâm lý kết quả sẽ xảy ra như thế nào là biết trước hết. Biết trước thi vào 10 là bố mẹ hay đặt ra một phần thưởng cho chúng ta, đặc biệt là phần thưởng về điện thoại. Thế là giết con rồi, giết luôn đấy. Cách hai thắc mắc gì không nào? Cái hay là nó rất hay, nó hay ở chỗ là nó áp dụng vào rất nhiều bài tương tự như này. Bài như này, bài tương tự như này nhé, tan 2a cộng tan 2b cộng tan 2c cũng bằng thế luôn, cũng bằng tích luôn, tan 2a nhân tan 2b nhân tan 2c 3a 4 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c tất nhiên phải có điều kiện. Nó khủng khiếp, tức là một bài này nó giải rất nhiều bài tương tự. Cái câu cách một chỉ là trình diễn nên là thấy được cái phương pháp giải thôi. Cách hai mới là phổ biến là phải dùng. Đây là bài tương tự này, 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9 10 gì quy cả chứng minh giống hệt. Giống hệt. Chứng minh giống hệt luôn đi. Nhé. Tiếp tục. Tăng trên 2 nhân tăng B trên 2 cộng tăng B trên 2
nhân tan C trên 2. Tan C trên 2 nhân tan A trên 2 bằng 1. Đấy, chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta đều có như này. Chia đề. Ui giời ơi. Bài dưới nhá, bài trên thì về nhà rảnh rỗi là không khác gì cách 2. 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, UV và các làm tổng hợp. Nói tiếp đi, xem phương pháp có đúng không. Nói tiếp đi xem nào. Ừ, thử đi, có khi ra đấy, đúng rồi đấy. Em bảo nhóm cái gì? Nhóm tam B trên 2 đúng không? Rồi, sau đó là cái gì? Sau là ra hai tăng này, tăng bình cộng tăng sin hai đứa trên cô ta quốc bình. Thử đi nhám đâu. Ồ, thế là sáng tạo đấy, đúng đấy, cách đấy làm được đấy. Đâu rồi, đến đâu rồi?
thông hóa các bác. Ui, em áp dụng bài trên nữa. Không phải, cái trên này nó phải là ABC, còn đây nó chia cho 2, không áp dụng được. Chia cho 2 không được. Đùa, câu này làm thế nào nhỉ? Lạ thế. Ai nghĩ ra rồi? Phạm Khánh Linh ra chưa? Nói chung là dĩ nhiên chia cho 2 là nhất thoát là phải dùng cái từ gọi là phụ văn chéo, chéo chéo. Có bạn phát hiện ra là thằng này với thằng này nó chung nhau tăng B trên 2, nhóm tăng B trên 2 ra. Còn tăng A trên 2 cộng tăng C trên 2, tăng 10 cộng với tăng tăng bằng sin 2 nữa trên cos tăng cos mình. Sin của A cộng C trên 2 thì nó lại bằng cos của C trên 2. Mình cũng đang. Nhưng mà mình làm theo một cái khác, tức là A cộng với B thì bằng Pi trừ đi C. Cái này đúng không? Suy ra là A cộng với B trên 2 bằng Pi trên 2 trừ C trên 2. Hai thằng này bằng nhau thì tang của chúng phải bằng nhau, hai góc bằng nhau thì tang của chúng bằng nhau. Ở đây suy ra là tang của A trên 2 cộng B trên 2 phải bằng tang của P trên 2 trừ C trên 2, đúng chưa? Một dòng nữa xong, cố lên. À, quên, một vài dòng nữa xong. Đố phát hiện ra bên phải là cái gì và bên trái là cái gì. Không phải là cái gì, bên trái là cái gì? Bên phải là cái gì, bên trái là cái gì? Ô, bên trái là cái gì đấy? Tang của tổng. Ui giải, không, đang ở bên trái mà. Tang của tổng bằng. Sao mà chịu quá nhớ công thức của chị? Trông thế thôi, nhưng mà hôm nào học ở trên lớp mà tự nhiên nó bật ra hết. Có hôm nay là mình cứ học tạch lượng giác, ngày nào học lượng giác ra nó hơi nhàm một tí, đó. Nhưng hôm nào ở trên lớp sướng lắm, là bài nó chạy rầm rầm ấy. Hôm đấy là thành quả của những ngày thầy trò vất vả. Bây giờ tang của tổng bằng cái gì còn nhớ nhỉ? Lại quên rồi. Nhung à, rồi uống nước tiếp đi. Tang của tổng bằng tổng các tang. Tang của tổng bằng tổng các tang. Ừ. Đúng rồi. Vế trái xong đấy, chỉ còn mỗi vế phải thôi. Vế phải là cái gì đâu biết. Ai nhìn ra vế phải được một phát bài này xong luôn. Tang của pi trên 2 trừ c trên 2 bằng cái gì? Cái gì nói à? Cô tang C trên 2 chuẩn luôn. Nhưng mà cô tang của C trên 2 thì bằng cái gì không biết. Vế trái viết lại nhé. Cô tang của C trên 2 phát hiện ra lốt nữa là xong. Cô tang C trên 2 bằng cái gì? Không phải cô trên C, đúng rồi, còn gì nữa? Không phải tang mà là 1 trên tang. À, chờ mỗi câu này nhân chéo lên là xong luôn em ạ. Nhân chéo lên là xong luôn. Thì các bài của chúng ta học nên nó nâng cao một chút, cho nên nó cũng không dễ dàng gì, mình phải cố gắng. Đấy, câu nâng cao nó khó hơn. Mấy hôm nay là toàn học nâng cao cả, khó phải bảo thầy nhé, khó quá, bảo thầy ơi khó quá, làm dễ xuống đi. Đó. Nâng cao thì đương nhiên nó phải khó rồi. Nhân chéo lên là xong. Khóa được một khóa à, quên cái gì. Khó thật, công nhận là khó thật. Lượng giác hay giáo viên dạy lướt 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 hôm nào kiểm tra em mất câu trận điểm ấy.
Năm nay mình rút kinh nghiệm, thời gian của mình rất rộng dài, thoải mái. Nhân chéo lên mà xem. Bốc phét là bốc phét. À đây. Nhân chéo, nhân chéo. Quá dơ luôn, hôm nào lên bảng được 3 điểm không dơ nữa. Ngồi đấy mà. Bạn bao giờ bạn nghĩ mình được mời mà lên lúc giáo viên bảo mình được 3 điểm? Thầy giáo đã bị một lần kiểu thế lên trên bảng. Xong là thầy hồi học cao học. Mình làm ngon lành thế mà thầy bảo bài này á. Thế em được mấy điểm? Nếu tôi cho điểm cậu được 3 điểm. Cả lớp được cười âm ấy. Thế thôi, thầy để cho em hôm nào em lên em chữa bài. Chữa điểm, hôm sau lên thầy cũng chỉ cho 7 điểm. Tức cực kỳ luôn. Nhưng mà lấy cái tức đấy để làm thành cái động lực để mình phấn đấu. Về sau thầy điểm chỉ thấp hơn đúng một người. Là học trò khung của thầy giáo. Của cái thầy dạy thầy. Mình như thế, mình biến đau thương thành hành động nhé. Thầy cô chê mình phấn đấu chứ không phải lấy cái đấy là cái hậm hực. Mình học chưa rõ thì thầy có nhân cháu chuyển bé sang xong không? Cái nhân chéo nốt xong chưa? Ô, thế ra thật à? Nhân chéo lên, cẩn thận nhầm dấu. Đúng rồi, xong viết chạy vòng quanh A, B, B, C, C, A, chuẩn. Em không viết theo quy luật, em rất khó. Em nhớ, nếu A đi với B thì A đứng trước, B đứng sau. B đi với C thì B đứng trước, C đứng sau. C đi với A thì C đứng trước, A đứng sau thì nó sẽ ra đúng như này luôn. Nhân chéo xem. Thì nó kỳ dị. Hai dòng nữa xong không làm nốt, chết già. Thì mình học em nó hơi nhàm một chút là bởi vì học toán lượng giác khó. Nó không như toán cũ là một trong một tuần nó có 5 tiết thì có 3 tiết đại, 2 tiết hình thì nó không bao giờ nó nhàm. Bây giờ cứ tăng 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 toán lượng giác khổ lắm. Nhân chéo nhé. Tăng A trên 2 cộng tăng B trên 2 nhân tăng C trên 2 bằng 1 trừ đi tăng A trên 2 nhân tăng B trên 2. Con này đúng thứ tự của nó rồi, để nguyên. Đây, tăng A trên 2 nhân tăng C trên 2, trong này nó lại ngược lại. C trên 2 trước, A trên 2 nhân sau, đúng chưa? Mình viết lại thứ tự A nhân B bằng B trên 2 mà. Tăng C trên 2 nhân tăng A trên 2. Đây, thằng này nhân thằng này. Thằng này nhân thằng này để nguyên. Tăng B trên 2 nhân tăng C trên 2 bằng 1 trừ đi. Chuyển vế nốt sang là xong. Cái này thì nó đúng với mọi tam giác ABC nhé. Chuyển vế nốt. Đấy. Thế thôi, có gì đâu. Thực ra đối với những bài tập này mà các em tự nghĩ được ra trình độ cũng phải tương đối tốt. Như vừa nãy có một bạn đã phát hiện làm thế, thầy nghĩ là đúng, em về em làm thử thêm. Là bạn đã nhóm cái con này với con này này. Nhóm hai con này với nhau này. Thầy cho rằng là đúng nhưng mà về nhà các em phải biến đổi thêm thử không ta. Đây. Bạn nhóm hai con này với nhau thì nó chung nhau tăng B trên 2. Sau đó còn lại tăng A trên 2 với tăng C trên 2. Tăng mình cộng với tăng ta bằng sin 2 nữa trên cos ta cos mình nó cũng sẽ giảm. Về chịu khó biến đổi tiếp thử nhé. Thôi các em thân mến, như vậy là buổi học hôm nay chúng ta sẽ đến đây. Xin chào tạm biệt, gặp lại ngày mai.